Vượt qua tum núp 1, liệu Quách Bích có vượt qua luôn tum núp 2 hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Đó là trận bán kết 2, còn bây giờ là trận bán kết 1. Bân tên xa của Trần Đề, số 19, bơi ở đường bờ số 2, tức là bên phải màn hình quý vị đang xem, gặp ông Puyer, Nhu Gia, Mỹ Xuyên, số 22, bơi bên phía khán đài. Quý khán giả thân mến, và bây giờ ông Puyer, Nhu Gia, Mỹ Xuyên, Bân Tôn Sa Trần Đề đã tiến về phía khán đài. Trên màn hình thì chúng ta thấy đội ghe bơi ở đường bờ số 1, tức là bên phía khán đài. Ông Puyer đang nhỉnh hơn so với Bân Tôn Sa, thưa quý vị và các bạn. Bân Tôn Sa vừa làm nên một cú bất ngờ rất là lớn trên dòng sông Maduro, có thể nói là bất ngờ lớn nhất trong nhiều năm qua, đó là vượt qua nhà đương kim vô địch Phong Tứ Chắc. Và lần này Bân Tôn Sa đang đối diện với Ông Puyer. Đây là Bân Tôn Sa, các vận động viên trong màu trắng xám, vừa loại nhà đương kim vô địch, thưa quý vị và các bạn. Như Quốc Khởi đã nói, trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên bốn đội ghe vào bán kết, chúng ta không thấy tên ghe của Thành Trị, một điều mà nhiều cổ động viên Thành Trị sẽ đau lòng, sẽ buồn lòng, nhưng đó là thực tế. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi trận bán kết thứ nhất. Bân Tôn Sa với chiếc ghe vừa đóng mới gặp Ông Puyer. Chiếc ghe này cũng vừa đóng mới, thưa quý vị và các bạn. Hai chiếc ghe vừa được đóng mới gặp nhau trong trận bán kết 1. Ông Puyer bơi bên phía khán đài, ghe số 22 trong trang phục màu cam. Bân Tôn Sa Trần Đề trong trang phục màu xám. Tiếp tục là những cú nước rút, thưa quý vị và các bạn. Và bây giờ dường như Bân Tôn Sa, Ông Puyer vẫn đang so kè, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta hồi hộp theo dõi trận thi đấu này sẽ như thế nào. Có lẽ các bạn đã nhận ra đội giành chiến thắng là đội nào, nhưng Quốc Khởi cũng nhận ra điều đó. Nhưng chúng ta phải chờ trọng tài ở điểm đến xác định một cách cụ thể và rõ ràng. Có lẽ các bạn cũng đã nhận ra, và Quốc Khởi cũng đã nhận ra, đội giành chiến thắng trong trận thi đấu này, đội có mặt ở trận đấu sau cùng tranh ngôi vô địch. Nhưng chúng ta phải chờ. Quý khán giả thân mến, trước khi đến với trận bán kết 2 giữa tum núp 2 Châu Thành và Quách Bích Vĩnh Châu, Quốc Khởi xin thông báo về kết quả của trận bán kết thứ nhất. Như Quốc Khởi đã nói, trên màn hình cũng khá là rõ ràng, chúng ta thấy và biết đội ghe nào đã giành chiến thắng trong trận thi đấu đó. Tuy nhiên, để cho một cách chính xác rõ ràng thì chúng ta đã chờ trọng tài. Và bây giờ các bạn xem trên màn hình rõ ràng, đội ghe ở đường đua số 1, tức là Ông Puyer Nhu Gia đã thắng trong trận thi đấu này, thưa quý vị và các bạn. Ông Puyer Nhu Gia đã lọt vào chung kết của Ốc Bóng Sóc Trăng 2020. Xin chúc mừng đội ghe đến từ Nhu Gia, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên. Bân Tôn Sa sẽ vào tranh hạng 3. Bân Tôn Sa trở lại đường đua Maduro với một chiếc ghe đóng mới. Và bây giờ anh em vào bốn đội mạnh. Nhiệm vụ của anh em trong trận thi đấu này sẽ là tranh hạng 3. Và đối thủ của Bân Tôn Sa trong trận tranh hạng 3 sẽ được xác định sau trận bán kết 2, thưa quý vị và các bạn. Tôm núp của Châu Thành bơi ở đường bơi số 2, Quách Bích của Vĩnh Châu. Và những gì đang diễn ra, chúng ta thấy Quách Bích bên phía khán đài trong trang phục màu tím dường như đang dẫn trước so với tum núp 2 của Châu Thành, thưa quý vị và các bạn. Mọi điều vẫn có thể diễn ra. Trước đây khoảng 5-10 giây chúng ta thấy Quách Bích dẫn trước, nhưng bây giờ hai đội gần như so kè với nhau, thưa quý vị và các bạn. Đây là Quách Bích trong trang phục màu xanh đậm, xanh dương, còn tum núp 2 trong trang phục màu xanh. Bây giờ thì tum núp 2 đang vượt lên dẫn trước, thưa quý vị và các bạn. Chiếc ghe số 10 lao vung, và những gì đang diễn ra, chúng tôi nghĩ rằng thời điểm quyết định đã đến. Và ở thời điểm quyết định này, đội ghe làm tốt hơn thì đang là tum núp 2, thưa quý vị và các bạn. Tum núp 2 đang dẫn trước so với Quách Bích. Tum núp 2 vẫn đang dẫn trước so với Quách Bích. Chúng ta cùng chờ xem như thế nào đây. Và bằng mắt thường có lẽ các bạn cũng có thể biết được đội ghe nào giành chiến thắng. Tuy nhiên, chúng ta cẩn trọng, những trận đấu như thế này đòi hỏi sự cẩn trọng. Chúng ta phải chờ trọng tài xác định một cách cụ thể và rõ ràng. Các bạn chờ. Trong khi chờ đợi, chúng ta xem lại. Rõ ràng là đội ghe tum núp 2 luôn dẫn trước và đã chạm đích trước, thưa quý vị và các bạn. Như vậy tum núp 2 sẽ vào chung kết cùng với Ông Puyer. Còn trận tranh hạng 3 đó là Quách Bích của Vĩnh Châu và Bân Tôn Sa. Hai trận đấu kịch tính và hiệu quả, cực kỳ hấp dẫn, và hấp dẫn hơn ở loạt trận sau cùng. Hai đội vào chung kết, hai đội tranh hạng 3. Bân Tôn Sa, Quách Bích tranh hạng 3, Ông Puyer tum núp 2 vào chung kết, thưa quý vị và các bạn. Thì chúng ta đã được chứng kiến ba lượt trận với kết quả như sau. Trận đấu đầu tiên thì nhà đương kim vô địch tum núp Châu Thành đã thắng Cóc Thum của Bạc Liêu.
Trận thứ hai, Cà Nhung Kiên Giang thắng Ô Chum của Ngã Năm. Trận thứ ba, Cà Nhung Kiên Giang tiếp tục có một chiến thắng nữa, lần này là trước Điều Muộn của Bạc Liêu. Tóc Thum của Bạc Liêu thì vượt qua Ô Chum của Ngã Năm. Và ở loạt trận cuối cùng trong ngày hôm qua, nhà đương kim vô địch Tôm Núp Châu Thành tiếp tục có chiến thắng thứ hai, lần này là trước Ô Chum của Ngã Năm. Trận đấu cuối cùng hôm qua thì Điều Muộn Bạc Liêu gặp Tóc Thum và chiến thắng đã thuộc về đội Tóc Thum. Bây giờ chúng ta trên màn hình, hai đội ghe đều trong trang phục màu vàng. Cà Nhung Kiên Giang bơi đường bờ số 2 và một lần nữa chúng ta thấy một chiến thắng lại dễ dàng nữa. Đúng là các cô gái Kiên Giang đến đây để săn vàng thưa quý vị và các bạn. Những cô gái Kiên Giang trong trang phục màu vàng đến với dòng sông Marlboro để săn vàng, có nghĩa là cạnh tranh chức vô địch với Tôm Núp. Và một chiến thắng dễ dàng nữa. Giống như ngày hôm qua, ba chiến thắng của đội ghe đến từ Kiên Giang đều rất là dễ dàng, chứng tỏ sự vượt trội của chị em trên dòng sông Marlboro ở mùa giải năm nay. ទំនប់យកគ្នាលើកទំនប់វត្តឲ្យជុំបារាំងប្រេចេកនិងទំនប់វត្តកោះធំក៏យកគ្នាលើកទំនប់វត្តខ្វែងនឹងហាត់ឯគូប្រកួតដំបូងក្នុងថ្ងៃនេះរវាងទំនប់វត្តនារីទំនប់នារីវត្តកញ្ញុងខេត្តគៀនស្វាយក៏យកគ្នាលើកក្រុមទំនប់វត្តកោះធំនេះជាគូប្រកួតទី2រវាងទំនប់វត្តទំនប់និងទំនប់វត្តកោះធំតំណាងឲ្យខេត្តបាក់លាវ Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ là Tôm Núp nhà đương kim vô địch và khoảng cách của Tôm Núp tạo ra cũng giống như là Cà Nhung của Kiên Giang trước đó, khoảng cách này còn xa hơn. Và một chiến thắng nữa, một chiến thắng thuyết phục nữa của nhà đương kim vô địch Tôm Núp của Châu Thành, lần này là trước Điều Muộn của Bạc Liêu nha các bạn. Như vậy sau 3 loạt trận đầu tiên, Cà Nhung của Kiên Giang có 3 chiến thắng, đương tự như vậy là Tôm Núp của Châu Thành. Và như Quốc Khởi đã nói ngày hôm qua, năm đội cùng thi đấu vòng tròn một lượt và những lá thăm đã xác định trận đấu cuối cùng là Cà Nhung Kiên Giang và Tôm Núp. Đây là một trận đấu cũng nằm trong vòng loại thôi, nhưng vô tình xem đây như là một trận chung kết, bởi đến hiện tại chúng ta thấy cả hai đều có 3 chiến thắng và trận đấu cuối cùng này chính là trận quyết định ai sẽ là nhà vô địch. Băng Tôn Sa đang đối diện với Ôm Bu Gia. Đây là Băng Tôn Sa, các vận động viên trong màu trắng xám vừa lội nhà đương kim vô địch thưa quý vị và các bạn. Như Quốc Khởi đã nói, trong nhiều năm qua đây là lần đầu tiên 4 đội ghe vào bán kết, chúng ta không thấy tên ghe của Thành Trị, một điều mà nhiều cổ động viên Thành Trị sẽ đau lòng, sẽ buồn lòng, nhưng đó là thực tế. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi trận bán kết thứ nhất. Băng Tôn Sa với chiếc ghe vừa đóng mới gặp Ôm Bu Gia. Chiếc ghe này cũng vừa đóng mới thôi quý vị và các bạn. Hai chiếc ghe vừa được đóng mới gặp nhau trong trận bán kết 1. Ôm Bu Gia bờ bên phía khán đài, ghe số 22 trong trang phục màu cam. Băng Tôn Sa trần đề trong trang phục màu xám, tiếp tục là những cú nước rút thưa quý vị và các bạn. Và bây giờ dường như Băng Tôn Sa, Ôm Bu Gia vẫn đang so kè thưa quý vị và các bạn. Chúng ta hồi hộp theo dõi trận thi đấu này sẽ như thế nào. Có lẽ các bạn đã nhận ra đội giành chiến thắng là đội nào, nhưng Quốc Khởi cũng nhận ra điều đó. Nhưng chúng ta phải chờ trọng tài ở điểm đến xác định một cách cụ thể và rõ ràng. Quý khán giả thân mến, trước khi đến với trận bán kết 2 giữa Tôm Núp 2 Châu Thành và Quách Bích Vĩnh Châu, Quốc Khởi xin thông báo về kết quả của trận bán kết thứ nhất. Như Quốc Khởi đã nói trên màn hình cũng khá là rõ ràng, chúng ta thấy và biết đội ghe nào đã giành chiến thắng trong trận thi đấu đó. Tuy nhiên, để cho một cách chính xác rõ ràng thì chúng ta đã chờ trọng tài. Và bây giờ các bạn xem trên màn hình rõ ràng đội ghe ở đường đua số 1, tức là Ôm Bu Gia Nhung Gia đã thắng trong trận thi đấu này thưa quý vị và các bạn. Ôm Bu Gia Nhung Gia đã lọt vào chung kết. Quý vị và các bạn, đây là Quách Bích trong trang phục màu xanh đậm, xanh dương, còn Tôm Núp 2 trong trang phục màu xanh. Bây giờ thì Tôm Núp 2 đang vượt lên dẫn trước thưa quý vị và các bạn. Chiếc ghe số 10 lao vung và những gì đang diễn ra, chúng tôi nghĩ rằng thời điểm quyết định đã đến. Và ở thời điểm quyết định này, đội ghe làm tốt hơn thì đang là Tôm Núp 2 thưa quý vị và các bạn. Tôm Núp 2 đang dẫn trước so với Quách Bích. Tôm Núp 2 vẫn đang dẫn trước so với Quách Bích. Chúng ta cùng chờ xem như thế nào đây. Và bằng mắt thường có lẽ các bạn cũng có thể biết được đội ghe nào giành chiến thắng. Tuy nhiên, chúng ta cẩn trọng, những trận đấu như thế này đòi hỏi sự cẩn trọng. Chúng ta phải chờ trọng tài xác định một cách cụ thể và rõ ràng. Các bạn chờ. Trong khi chờ đợi, chúng ta xem lại. Rõ ràng là đội ghe Tôm Núp 2 luôn dẫn trước và đã chạm đến trước thưa quý vị và các bạn. Như vậy Tôm Núp 2 sẽ vào chung kết cùng với Ôm Bu Gia. Còn trận tranh hạng ba đó là Quách Bích của Vĩnh Châu và Băng Tôn Sa. Hai trận đấu kịch tính và hiệu quả, cực kỳ hấp dẫn, và hấp dẫn hơn ở loạt trận sau cùng. Hai đội vào